Xin được kính chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Và em là Tuấn đến từ A3 Auto, có địa chỉ 88A Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Hôm nay thì bên em về thêm một chiếc xe đến từ Mỹ. Trước mặt quý vị anh chị và đây là một chiếc bán tải, một chiếc Ford Ranger phiên bản XLS. Chiếc xe này của em thì là số tự động một cầu quý vị anh chị và các bạn nhé. Chiếc Ford Ranger này của em thì sản xuất năm 2018 ạ. Ở những năm 2019 thì những chiếc xe bán tải đến từ Mỹ này thì vẫn là những chiếc xe nhập khẩu quý vị anh chị và nhá. Đó. Xe của em thì mang ngoại thất là màu bạc. Xe thì về hơi tối nên là em tranh thủ quay lên sóng cho quý vị anh chị và các bạn luôn. Nên là mong anh chị và các bạn thông cảm cho em. Và chiếc Ford Ranger này của em thì cũng đã lên nắp thùng kín rồi, rất là tiện lợi cho anh chị và các bạn nhé. Cái chất lượng đầu vào thì bên em đã kiểm tra check test trước khi mua xe cực kỳ là kỹ càng rồi, nên là khi mua xe bên em thì bên em sẽ có cam kết bằng biên bản giấy tờ cho quý vị anh chị và bạn là xe không đâm đụng, không ngấm nước, hộp số động cơ là nguyên bản. Và bên em cũng sẽ khuyến khích khách hàng đi check test ở một bên thứ ba, ví dụ như là mang ra gara do anh chị quen biết hoặc là mang vào hãng để kiểm tra về chất lượng của xe. Và nếu như tài chính anh chị nào mà cũng chưa đủ để trả thẳng chiếc xe bên em thì bên em vẫn sẽ hỗ trợ anh chị vay ngân hàng lên đến 70% giá trị xe. Kết hợp cùng với đó lãi suất là ưu đãi và giải ngân là nhanh chóng cho anh chị và các bạn ạ. Phiên bản XLS này thì sẽ sử dụng động cơ 2.2 anh chị và các bạn nhé. Ngoài ra thì còn có một phiên bản Wildtrak thì sẽ sử dụng động cơ 2.0 biturbo. Còn có phiên bản số sàn nữa quý vị anh chị và các bạn nhé. Nếu như anh chị nào mà đang tìm hiểu cho mình một chiếc xe đa dụng đi đường trường này, đi vượt trèo đèo lội suối, một chiếc xe vừa chở được đồ vừa đi được gia đình thì chiếc bán tải này vô cùng là hợp lý. Bởi vì ở thời điểm hiện tại những chiếc xe Ford bán tải ở thị trường Việt Nam đang rất dễ là tiếp cận cho quý vị anh chị bạn rồi. Chỉ hơn 500 triệu thôi là anh chị và bạn đã có thể sở hữu được cho mình một chiếc xe bán tải số tự động rồi anh chị và bạn nhé. Ở cái phần đầu xe thì chúng ta có một cái cụm đèn. Cụm đèn này thì là bóng halogen thôi. Và cái cụm đèn này còn rất là sáng và bóng anh chị nhé. Không hề có dấu hiệu ố vàng theo thời gian. Đèn gầm thì cũng là đèn bóng halogen. Đó. Ở phiên bản Ford Ranger này thì cũng chỉ phiên bản XLS này là một phiên bản gọi là bản thường thôi, không được khá là trang bị khá là nhiều đồ nhưng mà nó đa dụng. Nó có một chiếc xe cho anh chị và các bạn là tiết kiệm về tài chính là một này, mà vẫn có thùng ở đằng sau để có đi đường dài chở đồ chở đạc thì rất là tiện dụng cho anh chị và các bạn nhé. Lốp thì chúng ta có sử dụng lốp này là lốp béo. Lốp này thì đi sẽ rất là êm ạ. Thông số lốp thì sẽ là lốp 19 inch. Đó. Lốp này là lốp 16 inch anh chị nhé. Xin lỗi quý vị anh chị và bạn. Vành thì là vành 5 chấu. Vành đa chấu, vành đúc thôi ạ. Đây là phần giảm xóc của xe. Nhìn rất là cơ bắp, không khác gì những chiếc xe của bạn. Những chiếc xe tải cực kỳ là cơ bắp anh chị nhé. Giảm xóc này. Đó. Em sẽ quay phần nội thất cho anh chị và bạn. Nội thất thì là nội thất màu đen, là ghế nỉ anh chị nhé, là ghế nỉ. Những cái này thì ví dụ anh chị muốn bọc da vào thì cũng rất là thêm một vài triệu nữa thôi là anh chị có một bộ ghế da rồi. Vô lăng thì bọc da này. Đó. Tích hợp các phím bấm nhá. Chúng ta có đàm thoại rảnh tay to nhỏ âm lượng và vẫn có là lim và giới hạn tốc độ anh chị nhé. Vẫn được trang bị là ga tự động và giới hạn tốc độ. Vô lăng của những chiếc xe bán tải ở đời 2019 này thì lại là một cái vô lăng được trợ lực điện nhá. Rất là nhẹ luôn, đi rất là êm, chị em phụ nữ cũng có thể đi được nhá. Mà em quên nói là chiếc xe này của em thì lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi anh chị và các bạn nhá. Đó. Ở đây thì chúng ta có cái phần gương gập thì hoàn toàn là kéo gương kéo kính là điện, còn lại thì là gương gập là chỉnh cơ. Đó, em sẽ quay sơ qua một chút cho anh chị và bạn thôi, để anh chị và các bạn mà có quan tâm về chiếc bán tải này thì liên hệ trực tiếp cho em. Em sẽ quay video buổi ngày cho anh chị và bạn ạ, hoặc là em sẽ lên một video sau vào buổi ngày để cho anh chị và bạn rõ hơn. Và chiếc Ford Ranger XLS này em đang chào bán với giá là 530 triệu đồng. Giá cả thì em vẫn còn có thể thương lượng và linh động được cho anh chị khi anh chị quay trực tiếp salon bên em. Xem xe, chạy thử và cảm nhận về xe.
Và cũng đến cuối video rồi, nếu như anh chị nào mà quan tâm về chiếc Ford Ranger XLS này của em thì có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em sẽ ghi phía ở dưới phía bên dưới màn hình. Em sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh chị 24/7 ạ. Và em xin được cảm ơn, hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo.